Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Phá Thái Vi ha. Thì nhà vườn Cánh Linh đó thì chuyên phục vụ cho quý cô chú anh chị mình vườn. Thì hôm nay có bứng về một số mã số, đặc biệt là những cây khủng muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình, cây lẻ cho quý cô chú anh chị em mình dễ lựa chọn ha. Rồi, chào Cánh. Rồi, em chào anh Thái ha. Chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Phá Thái Vi ha. Rồi, bữa nay em về có một số hoa trang như Mỹ Cam, Mỹ Đỏ, Hồng Phấn, Vàng Cam, Mỹ Nhung, với một số hoa phôi giấy ha quý chú. Rất mong để phục vụ quý chú mình ha. Rồi đầu clip cũng kính chúc quý cô chú mình xem clip được vui vẻ ha, khám khá ha. Rồi không mất thời gian quý chú mình, em vô mã đầu tiên là một cây vàng cam khủng ha. Quá sáng phong tàn luôn quý anh chị, đang full bông. Thì hết thước quý chú ơi, tầm khoảng 6m7 ha. 6m7. Tán ngang này cũng cỡ chắc cũng mấy 6m7 luôn quý chú ơi. Ồ, có tàn nó tròn. Quá trời đẹp luôn rồi. Đặc. Hòa quá. Thoát thân cái này được 70. Bệ đế chưa có khui nha quý cô chú. Quanh 13. Thân hơi lắc nhẹ ha. Tàn quá trời đẹp luôn anh. Phồng tàn nó tròn và dày luôn. Tròn. Cây này phí ship rất là cao anh. Cây này số 1 em xin giao lưu là 900 ngàn ha. Em bao ship cho quý chú mình ha, bao sống luôn ha. Rồi. Cây này hai người khiêng rồi quý cô chú ơi. Mã số 2, một cây Mỹ Cam, hàng già quý cô anh chị. Mỹ Cam. Phơm tàn tròn xe ha. Còn lên nụ búp vui kẹo ở trên. Một cốt rất là đẹp. Tổng chiều cao này được 1m3. Tán ngang này được 1m3 luôn. Ồ, thoát thăng thẳng. Cây rất là nâng. Thoát thăng này được 50. Quanh này thì quanh này được 14 ha. Gần 15 luôn. Cái này cũ đế còn sâu lắm nha quý cô chú. Em đo dưới đây là 15. Cái này về quý anh chị mình thuần khỏe mình khui cái bệ đế lên nha. Rồi mã số 2 cái Mỹ Cam này xin giao lưu là 600 ngàn ha. Cây rất là khủng à. Bên em bứng cái bầu to lắm anh ơi, để không mất sức cây. Tiếp theo, mã số 3. Một cây này Mỹ Cam lai qua Mỹ Đỏ quý anh chị. Mỹ Đỏ. Chuẩn bị chuyển sang Mỹ Đỏ, xay xay cái tàn lại. Có một cây chì tử lên cái bông rất là đẹp luôn. Đây, cái cuốn đỏ rực này. Cây này Mỹ Đỏ nhưng mà mình tính Mỹ Cam ha. Dạ. Tổng chiều cao này cũng được 1m25. Tán ngang này được 1m3. Quả xá hòa rực rỡ. Có cái chì tử. Tóc thân này được 40. Quanh này được 16 mà tới 15 anh. Này, đế nè, này về quý anh chị mình khui lên là nó đun. Cây rất là nâng nha. Tay cành đóng. Rồi mã số 3 em xin giao lưu là 600 ngàn ha. Cây này bên em bao ship hết nha quý anh chị. Nặng bê không nổi luôn. Số 4. Một cây Mỹ Nhung. Quá trời cây to luôn nè. Chiều cao này nó tầm khoảng 1m6, 1m7 anh. Cái này về hàng khủng quý cô anh chị. Ngang này thì nó hết thước rồi anh đây. Đây, mặt hoa nè. Quá xá nó full. Đặc biệt cái dòng này với dòng vàng cam hoa nó rất là to nha quý cô anh chị. Tóc thân này được 50. Một cốt sạch. Đúng cây. Tại vì hàng lớn mình mới cầm cây á, nó giữ. Quà này được 12 anh. Dạ. Mã số 4 này em xin vô lưu 550 ngàn ha. 550 ngàn cho một cây Mỹ Nhung. Phơm tàn to. Cây lớn phải ship cạo. Hàng bữa nay hàng lớn nha. Quý cô chú anh chị nào mình không rõ thì có thể liên hệ qua số Zalo của Cảnh Linh để chi tiết rõ thêm dùm Pháp Thái nha quý cô anh chị. Cho cái. Rồi mã số 5. Cây Mỹ Cam. Mỹ Cam cũng đỏ quý cô anh chị. Tổng chiều cao này được 1m15. Tán ngang được 1m2. Lô này phơm tàn phải nói rất là đạt. Nguyên cái củ xà bá luôn đây. Cái thoát thân này được 40. Quành củ này được 17 ha. 17 rưỡi tính 17. Đây, tay cành. Này quý cô anh chị mình về lên cái chậu lên cái đôn nhìn rất là nâng luôn. Rồi mã số 5 này em xin giao lưu 500 ngàn ha.
bao phí vận chuyển toàn quốc quý cô chú anh chị ha. Quý chú mà lấy số lượng thì được giảm đó nha. Mã số 6. Cây hồng phấn lá xoắn, phơm tàn tròn. Cái banh là quá trời búp nụ kẹo hết trơn ha. À, không có bị phiết, bị lỗ hết trơn nha. Cây này nó phun cái là không thấy cái lá. Tổng chiều cao này được 1m1. Tán ngang này cũng được 1m1 luôn nè. Một cốt ha, già nè. À. Màu cốt sạch luôn. Cái thóc thăng này được 18 ha. Quành này tới 17 quành luôn đây. Đó. Xài này xài lớn luôn anh chị. Đó. Thấy đúc nè. Bông nở. Rồi mã số 6 này em xin vô luôn là giá 500.000 ha. Số lượng thì em rất là nhiều nha, hồng phấn nè. Xương cá, phấn xương. Tiếp theo là mã số 7. Ồ, tàn này tàn nón quý anh chị. Bệnh ta với cô chú anh chị mình muốn bo tàn tròn vẫn được nha. Tổng chiều cao này được 1m15. Tán ngang này được 1m1. Phơm nó tròn xoe luôn ha. Bột cốt sạch đó anh. Này dễ lấy cặp ha. Dạ. Đồng trạng. 13 xúc hang. Quần nó này được 15 anh ơi. Tàn nó tròn đẹp. Rồi mã số 7 này em xin vô lưu là giá 500.000 luôn. Em bao phí hết ha. Dạ, xuống đây. Em nó bê không nổi luôn quý cô chú anh chị em. Mã số 8. Cũng là cây hồng phấn ha. Đủ mệnh giá cho quý cô anh chị mình lựa chọn ha. Tổng chiều cao này được 1m1. Phồm tàn quý anh chị mình hình dung thấy ha. Tán ngang này được 1m. Rất là đặc. Thăng lắc nhẹ ha. Thóc thăng này được 15. Quành này được 14 ha. Mã số 8 này em sẽ vô lùi giá 450.000. Này về quý anh chị mình trồng vô chậu chỉnh sửa ha. Cho nó đứng lại. Tại bứng cái bầu hơi nghiêng. Mã số 9. Cây lần kẹo bông cho anh đây. Tổng chiều cao này được 1m1. Tán ngang này được 1m. Mới nở khoảng 10% hoa quý anh chị. Cái này mở nở 100% cái nữa là rất là đẹp. Thóc thăng này được 15. Quành này được 16 mà tính 15 đi. Mã số 9 này giao lưu giá 450.000 ha. Phồn tàn rất là đẹp quý anh chị. Số lượng thì em có nhiều ha, quý chú mình lấy số lượng sỉ thì giá rẻ cho quý chú mình ha. Mã số 10. Quay trở lại là Mỹ Cam, cây này đúng dạ. Chuẩn Mỹ Cam luôn quý anh chị. Mấy cây nãy là Mỹ Đỏ ha. Quá trời cái tàn luôn rồi anh ơi. Đây, Mỹ Cam nè. Mỹ Đỏ nãy cái cuốn đó rất búp nụ kẹo hết trơn nó ra nè. Này nở cái phun bông cái là cực kỳ luôn. Tổng chiều cao này được 1m35. Ngang này được 1m3. Ồ nó già. Cái thóc thăng này được 30. Bình cũ này tới 18 luôn đây. Cụ đế còn sâu nha quý cô chú anh chị. Chưa khui chưa có già đậm mà. Tại vì mình muốn bầu á, mình không có động cái thể. Rồi mã số 10 giá 600.000. Mã số 11 cũng là cây Mỹ Cam luôn. Cây này thì full bông à. Chiều cao được 1m25. Tán ngang này được 1m3. Thóc thăng này được 35. Quành này được 15 gửi mà tính 15 à. Cây rất là sạch cây luôn. Cây nó đẹp nó già. Rồi mã số 11 này giao lưu giá 600.000 ha. Bên em bao sống bao ship cho quý chú mình hết ha. Mã số 12. Cây quay vàng lại một cây vàng lá bơ vàng cam á quý anh chị. Dòng lá lớn á. Phơm rất là đẹp luôn. Phơm tròn vo cho ha. Hết thước anh đây, tầm 1m rưỡi.
tán ngang này cũng tầm mét tư đến mét rưỡi luôn anh. Cái độ thoát thân này được 45. Quanh này được 14. Rồi mã số 12 này em xin vô luôn là giá 500 ngàn ha. Mã số 13, cây Mỹ Nhung. Chiều cao hết thước. Tán ngang này được 1m1. Hoa Mỹ Nhung nó rất là đậm nguyên chị, đỏ rực à. Thoát thân này được 65. Quành được 10. Cây Mỹ Nhung này mã số 13 em xin giao lưu là giá 400 ngàn ha. Mã số 14. Vàng, vàng cam. Vàng cam, vàng lá bơ, cái phơm toàn. Trời ơi quá trời. Phun hoa chứ. Thôi, chiều cao này tầm khoảng 1m7 anh. Nha này thì hết thước. Nó một thoát thân băng chứ. Giống như cái nạn thun ở trên. Cái thoát thân này được 60. Quành được 10. Mã số 14 mình sẽ vô luôn là giá 500 ngàn ha. Mã số 15. Cái này với cái nãy anh cặp được nè. Cũng là vàng cam ha. Cũng tầm khoảng 1m7. Chiều cao. Tán ngang này cũng hết thước luôn, mét rưỡi. Cái thoát thân này được 45. Vành được 11. Mã số 15 mình sẽ vô luôn giá 500 ngàn ha. Tiếp tục mã 16 là quay trở lại là hồng phấn ha. Lá sắn mình. Tổng chiều cao này được 1m05. Tán ngang này được 1m1. Thoát thân này được 15. Một cốt sạch với anh chị. Lô này rất là đẹp. Hoành 14 ha. Mã số 16 này sẽ vô là giá 450 ngàn ha. Quý chú mình lấy vài cây em sẽ giảm cho quý chú mình ha. Mã 17. Cây bữa nay hàng khủng không quý của anh chị. Chiều cao được 1m2. Ngang này được 1m1. Chọn xe ở trời này. Một cốt nó sạch à. Thoát thân là được 20. Quành được 14. Mã số 17 này giao lưu giá 500 ngàn ha. Mười tám. Và cây hồng phấn. Tổng chiều cao này được 1m25. Tán ngang này được 1m1. Cây vô nụ quá xá rồi. Thoát thân này được 19. Quành được 15. Mã số 18 này xin vô lưu là giá 500 ngàn ha. Mười chín. Cây thì nó đang vô nụ quá trời luôn anh ơi. Về quý chú mình có bông chơi luôn. Tổng chiều cao này được 1m1. Ngang này được 1m05. Cái lô này một cốt hết anh. Nó thoát thân đẹp. 15 thoát thân. Quành được 14. Mã số 19 này giao lưu giá 450 ngàn. Mã số 20. Tổng chiều cao này được 1m1. Tán ngang này cũng được 1m1 luôn. Dòng này nó sai hoa lắm anh, dữ lắm nụ luôn. Này quý cô chú anh chị mình về mình thuần lại là Tết này là rực rỡ luôn.
thoát thân này được 15. Vành nó được cũng được 15 luôn. Mã số 20 thì giao lưu giá 450.000. Mã số 21 cũng cây hồng phấn luôn. Phồng tàn phải nói. Tròn do cho nên nó có mấy cái đọt chi chi ngoài nên giờ mình cắt là ok ha. Tổng chiều cao của cây này được 1m2. Tán ngang này cũng được 1m1. Cây này là đế nè. Tại nó có đế mà em chưa khui để giữ cái bầu cho cây khỏe. Cái thoát thân được 15. Quành này được gần 16 mà tính 15 đi. Mã số 21 là giá 500.000. Bao phí vận chuyển quý cô anh chị? Bao ship hết rồi. Mã số 22 cũng là một cây hồng phấn. Tổng chiều cao của cây được 1m1. Tán ngang được 1m2. Một cốt ha, cây này nó thoáng lắm, một cốt ha, vừa chơi không, nó không bị chống. 15 thoát thân. Quanh này được cũng 14 quanh ha, mà tính gần 14 tính 13 đi. Mã 22 giá 450.000. Bao ship hết ha. Quá sáng phơm tàn cái gì? Tàn là chọn, lô này đẹp. Mã số 23. Quá trời nó lên nụ kẹo hết chứ. Tổng chiều cao cây được 1m1. Ngang cũng được 1m1 luôn. Cây này đồng thanh đồng thủ lắm anh. Một cốt nó thẳng đẹp. Thoát thân này được 15. Quanh này được 15 luôn. Mã số 23 này giao lưu giá 450.000 ha. Mã 24. Tổng chiều cao của cây này được 1m1. Tán ngang được 1m1 luôn. Quá búp luôn. Thoát thân này được 12. Hoành được 15. Mã 24 này giá 500.000 luôn. Mã 25. Hồng phấn lá chung. Hồng phấn lá chung, cây này thường chậu rồi, sống khỏe rồi. Đang cho nụ lại. Tổng chiều cao cây được 1m5. Tán ngang này được 80. Thoát thân này được 25. Hoành được 12. Mã 25 là giá 350.000. Tiếp tục là em có một số phôi giấy với combo giá rẻ cho quý chú mình ha. Mã 26. Một phôi. Một phôi. Tổng chiều cao của phôi được 90. Cây lên chồi. Để em đo trên đây đi. Hoành trên đây được 16 ha. Cái này quý chú mình về là chỉ ghép thôi ha. Sống khỏe rồi. Mã 26 giao lưu giá 170.000. Em bao phí vận chuyển cho quý chú mình hết ha. Mã 27. Một phôi ha. Lên hoa luôn rồi. Tổng chiều cao của phôi này được 70. Hoành được 21. Sổ đế này tầm khoảng 2 tắc ngoài ha. Mã 27 này xin vô lưu giá 170.000. Mã 28 là một bó quý anh chị. 10 phôi. Thanh lý giá rẻ cho quý chú mình về ghép ha. Tổng chiều cao của phôi này được 75.
em đo đây, hoành đo đại diện ha. Đo đại diện một cây 12 hoành, một bó 10 phôi thế này giá 500 ngàn ha. Mã số 28. 28 em bao phí hết ha. Mã số 29 5 phôi. 5 phôi. Tổng chiều cao của phôi được 75. Quanh này được 15. Sổ đế này được 3 tắc cửa 4 tắc ha. Mã 29 này giao lưu giá 320.000 cho 5 phôi. Mã số 30. 10 phôi. Tổng chiều cao được 70. Hoành đại diện được 14 ha. Mã số 30 thì giá 400.000. Bọc ship ha. Số 31 cũng là 10 phôi. Tổng chiều cao của phôi được 85. Hoành đại diện 12. Có những cây nó to hơn ha. Mã 31 là giá 380.000 cho 10 phôi. 32 cũng 10 phôi luôn. Tổng chiều cao phôi được 75. Và đại diện 11. Mã 32 giá 380.000. Mã 33. Combo cũng 10 phôi ha. Tổng chiều cao phôi được 85. Có những cây mọc rễ nữa, đẹp. Hoành được 13. 33 là giá 470.000. Mã 34. Cũng là mã cuối cùng của clip hôm nay ha quý cô chú. Tổng chiều cao có phôi được 80. Hoành được 13. Mã số 34 này giá 470.000. Cũng là mã cuối cùng clip hôm nay. Thì bữa nay em về được một số hoa trang, bông giấy, rất mong để phục vụ quý cô chú mình ha. Quý chú nào yêu thích thì alo em. Rồi chào quý chú, hẹn gặp lại quý chú vào vô lưu các dòng hoa kiển ha. Rồi. Cây này rất đẹp, cây khủng quý anh chị. Kính chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ngày đầu tuần ha. Hẹn gặp lại nha.